Mới đây, bác sĩ Nguyễn Thành Đô, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thông tin, trong 10 ngày trở lại đây, khoa đã tiếp nhận 13 trường hợp vào cấp cứu do bị rắn độc cắn, trong đó có 3 ca bị rắn lục cắn, 10 ca do các loại rắn khác. Trường hợp đầu tiên là một nữ bệnh nhân 56 tuổi vào viện vì bị rắn lục núi cắn vào cổ chân. Người phụ nữ này đi quanh nhà và dẫm phải rắn, vị trí bị cắn sưng nề lan tỏa nhanh. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cho bệnh nhân xét nghiệm máu, kết quả rối loạn đông máu tiến triển. Bệnh nhân được lau rửa vết thương, xử trí theo phác đồ rắn lục cắn và đang được điều trị theo dõi. Hai bệnh nhân khác cũng bị rắn lục cắn đều có triệu chứng sưng nề, rối loạn đông máu hết sức nguy hiểm. Bác sĩ Đô lo lắng, nơi sinh sống là vùng địa phương trước khi nhận các trường hợp bị rắn lục núi cắn. Điều này chứng minh vùng xuất hiện các loại rắn đang có sự thay đổi. Theo bác sĩ, do vào mùa mưa bão, lượng nước dâng cao, các loài rắn thường di chuyển nhiều hơn để tìm kiếm nơi cư trú mới hoặc nguồn thức ăn như khu vườn, nhà ở hoặc các vùng đất bị ngập lụt. Bên cạnh đó, những đợt mưa lớn cũng có thể tạo điều kiện môi trường ẩm ướt, lý tưởng cho sự phát triển của các loài côn trùng, nguồn thức ăn ưa thích của rắn. Chính vì vậy, nguy cơ bị rắn cắn, đặc biệt là các loại rắn độc đang tăng cao trong mùa mưa bão. Việc sơ cứu đúng cách khi bị rắn cắn là điều quan trọng giúp rút ngắn thời gian điều trị và tránh nguy hiểm tới người bệnh. Để hạn chế rắn cắn thì đương nhiên là trước hết là mình sẽ phải không chủ động bắt rắn là một này, không chơi đùa với rắn này, không thể hiện các cái trò chơi hoặc là các cái hành động với rắn, và các cái mình phải phát quang xung quanh nhà các cái dãy cây bụi cỏ, và trong những cái trường hợp mà phải làm ruộng hoặc là đi ra ngoài cái khu vực mà rậm rạp thì mình nên đi găng, đi bốt cao và đeo có đồ bảo hộ. Đấy, trong trường hợp mà có bị rắn cắn thì thứ nhất là phải sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Đấy, từ cơ sở y tế gần nhất thì chuyển lên các cái tuyến mà có thể có các cái huyết thanh kháng nọc để điều trị cho bệnh nhân. Sơ cứu ở nhà thì mình sẽ rửa vết thương trước hết này, sau đấy là bất động bệnh nhân, cố gắng bất động bệnh nhân và băng ép thì mình không phải garo, thì mình không cố gắng rửa hoặc là làm các cái thủ thuật để hạn chế cái thời gian đưa bệnh nhân đến viện. Sau khi bị rắn cắn thì mình có thể mình vệ sinh tại nhà thì là có thể là rửa bằng nước sạch, nhưng mà không để làm mất thời gian thì đưa bệnh nhân đến viện. Vì là khi sau khi rắn cắn thì rất nhiều bệnh nhân có tình trạng là suy hô hấp do các cái nhóm rắn, đặc biệt là rắn cắn non, cắn mi và rắn hổ chú. Cắn thì có thể gây liệt cơ hô hấp mà diễn biến nhanh, cho nên là nếu mà không quá mất thời gian thì mình phải chuyển bệnh nhân sớm.